Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm các trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng, gọi tắt là Làng Hy vọng, và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hoa Mai thành phố. Tại Làng Hy vọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời hỏi thăm đến các trẻ em tại làng, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên tại Làng Hy vọng, đặc biệt là trong thời gian khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đã luôn chăm lo chu đáo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê tiếp tục quan tâm đến hoạt động của trung tâm, kiến nghị thành phố các biện pháp hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống cho các trẻ em tại đây, đảm bảo xây dựng môi trường sống an toàn đầy đủ cho khoảng 120 em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc các em tại trung tâm có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực để theo đuổi ước mơ, hoài bão. Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai trong thời gian qua, chung tay xây dựng mái ấm gia đình tràn đầy yêu thương cho các trẻ em kém may mắn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn tạo mọi điều kiện để trung tâm hoạt động hiệu quả, đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên tiếp tục dành sự quan tâm chu đáo đến các trẻ em mồ côi, xây dựng trung tâm là điểm sáng trong bức tranh an sinh xã hội của thành phố.